Bây giờ Đức Phật mới quyền dụ và dẫn ông Năng Đà xuống dưới cảnh địa ngục cho thấy được cái cảnh đó. Xuống dưới cái cảnh địa ngục rồi đi hen, tiền đó bước vào trong địa ngục thứ nhất là của Tần Quảng Dương rồi đi hen, nào chảo dầu sâu ùn ụt, nào là dầu lúc nhúc thay cơm, nào là rừng đao kiếm lơm chơm, nào núi lửa phần phần cháy. Ác thú có biết bao nhiêu loại yêu tinh, không còn thiếu mặt nào, đích bằng chân đầu chậu máu đào đủ thứ quỷ đầu trâu mặt ngựa. Con thì dắt cái búa to ra bữa, con thì mang cái chĩa đến đâm, con thì dắt dao lớn đến bầm, con cố xé ra làm hai thời. Con móc mắt, con lo cắt lưỡi, con rút gân, con thẻo lột da, cảnh hại hùng không chỗ hở ra, còn nhiều nữa khó mà kể hết. Khổ khi sống, khổ trong lúc chết, mà khổ linh hồn, khổ xác không chặn. Chúng sanh luôn chịu khổ không dừng cũng vì bởi nguyên nhân tội ác. Là chính trong cái lúc chúng ta sống mà tạo ra những cái nghiệp đó, cho nên chết mà bị đầu thai vào trong cái cảnh đó. Bớt bớt đi cho lại. 1, 2, 3, 4. Bớt lại biết ai dặn bớt. Có chủ nhà chứ ông đâu đâu có biết cái đạo, cái máy lạ quá mà ông đâu có biết nữa. 1, 2, 3, 4. Ông đâu biết đâu. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Một, hai, ba, bốn. Ông đâu có biết cái đâu mà ông lại mà. 1, 2, 3. Được rồi đó. 1, 2, 3, 4. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thành tâm kính lễ Đức Phật, Đức Thầy. Kính thưa các bậc lớn tuổi đại diện cho gia tộc, và kính đến anh chị Sáu đại diện cho gia đình, cũng là chủ sự nhân ngày chánh lễ kỷ niệm quý tế thường niên, và kính đến tất cả chư quý vị thân thương. Thưa chư quý vị, thì hôm nay cũng là cái ngày kỷ niệm cho cái người thân của anh Sáu, mà anh Sáu được tổ chức long trọng và mời tất cả chư quý vị xa gần chúng ta trở về đây để dự diện. Nhưng mà hôm nay thì quý vị mình đến dự trong cái ngày tiên thường này đó, là được đông đủ như thế này đó, thì là một cái điều hết sức là quý báu và tráng lệ vô cùng. Tại sao gọi là tiên thường? Tại vì cái chữ tiên đó là trước, mà cái chữ thường cũng gọi là thưởng đó. Tất nhiên là mình thưởng thức là mấy cô thợ nấu á, là quý vị mình chuẩn bị đều đặt cho cái ngày để mà chúng ta làm những cái món ăn. Thì rồi mấy quý vị, quý cô, quý bà mình á, nêm nếm trước để ngày mai trong khi đó chuẩn bị mình chỉ hâm lại xong, tất nhiên là mình cúng. Cho nên gọi là tiên thường. Vậy thì trong cái ngày mà tiên thường mà quý vị mình được đến đây được đông đủ rồi, trong cái giờ này thì quý vị mình đã xong hết công việc rồi, chúng ta ngồi lại để ôn cố qua cái lời giáo huấn của tổ thầy. Thì trên cái tinh thần của Phật đạo đó, không có cái gì quý giá bằng cái đạo hết, bởi vì cái đạo mới đem lại cái hạnh phúc cho bao nhiêu người. Đời không hạnh phúc đó, là đời vô vị, mà kiếp sống không tu đó là kiếp sống thường. Cho nên chúng ta có đem lại được cái sự hạnh phúc trong gia đình của mình đó, là quan trọng trong đó là con người chúng ta có đạo. Thưa chư quý vị, nên Đức Thầy đã hằng bảo cho chúng ta biết là biết làm sao gieo đạo khắp đại đồng, đưa nhân loại đi vào dòng hạnh phúc. Thì những cái mơ tưởng hàng ngày của chúng ta đó, thì mong làm sao cho đem lại cái hạnh phúc trong gia đình của mình. Nếu như mà chúng ta không được đem cái đạo để mà lòng vào trong cái tư tưởng của mình đó, thì cái hạnh phúc nó cũng còn xa lắm. Thôi chứ quý vị, chính vì trong cái hạnh phúc đó cho nên Đức Thầy mới bảo cho chúng ta mỗi mỗi người người đều có cái đạo, để chúng ta giữ được cái đạo đó để mà đem lại hạnh phúc cả gia đình của mình. Nên Đức Thầy cho chúng ta biết là nếu như ai có được cái đạo đó là chúng ta tu, mà đã tu thì tu cầu gia đạo vuông tròn, chồng hòa vợ thuận, cháu con thảo hiền. Nếu mà chúng ta tu được trong gia đình của mình đó, thì được ấm êm và hạnh phúc, là chồng vừa hòa mà vợ vừa thuận, mà cháu con thảo hiền được, thì không có cái gì bằng.
Đời không đạo đời vô liêm sỉ, mà đạo không đời đó thì đạo biết dạy ai. Cho nên cái đạo với cái đời nó được tương quan. Đời cùng đạo bi quan ly hiệp. Vì vậy cho nên nếp sống con người của chúng ta đó, nếu như có được cái đạo đem lại cái hạnh phúc cả gia đình của mình. Cho nên hôm nay coi như là nơi gia đình của anh chị Sáu đã thực hiện và ý thức được qua cái điều này hết sức là quý báu. Và cái quý báu nhất tất nhiên là thực hiện được qua cái điều mà nhớ đến cái công ơn của cha mẹ. Rồi trong cái ngày chánh lễ kỷ niệm đem lại cái chỗ coi như là để mà cúng dỗ. Thì thường xưa đó thì cúng dỗ thì ai cũng có cúng. Mà cái cúng dỗ thường khi của cái người mà chúng ta chưa có biết đạo á, thưa chư quý vị, thì chắc có lẽ là ông bà của mình đã mất đi rồi. Thì thôi giờ có gì thì cúng nấy. Dường linh đơm quải mới là có chi cúng nấy, vậy mà dân ơi. Còn hôm nay chúng ta đã biết được cái đạo rồi, thì nghe theo lời Đức Thầy đã chỉ dạy là nếu như bổn phận cái người con trong gia đình, thì bây giờ ông bà của mình đã mất, thì bây giờ cũng không biết làm sao để đền đáp cái công ơn của cha mẹ. Cho nên nếu như sống thì lo cho thể xác, mà khi thác thì phải cầu cho cái linh hồn. Cho nên khi ông bà cha mẹ của mình mà khi còn sống nó tảo tần để lo cho con, lo cho cháu, nhất là trong cái ơn thứ 9 là vị tạo ác nghiệp. Vì con mà tạo nghiệp chẳng lành, hoặc là phạm tội sát sanh, hoặc là đạo tặc kết thành nghiệp sau, khi bỏ xác đó thì hồn vào địa ngục chịu muôn điều câu thúc phạt trăng, nghĩ thương cha mẹ vô ngần vì con mà phải trầm thân sáu đường. Cũng vì con vì cháu mà trong khi đó ông là bà là cha mẹ mình tạo ra không biết bao nhiêu những cái ác nghiệp. Mà nếu như chúng ta coi như là biết được cái đạo thì nghĩ đến cái công ơn của cha mẹ hết sức là sâu dày. Ngó lên nhan tắc đàn lờ, con muốn báo hiếu bây giờ còn đâu, mẹ già đã khuất 4.000 dâu hình nghìn thu chia biệt mà cách nhau dạ đài, cù lao phụ mẫu ai ai muốn báo ơn dài khi dối trời cao. Cho nên mình muốn báo được cái công ơn sâu dài như vậy cũng giống như cái tay mình giấu lên trên trời cao không bao giờ cùng được, thấy không? Nên Đức Thầy hôm nay còn nhắc lại sách có chữ thâm ân dục báo, phận làm người hiếu thảo noi gương, ấy chẳng qua là đạo luân thường chứ Phật thích lìa quê ngàn dặm. Nên bây giờ bổn phận người con trong khi đó là khi cha mẹ đã qua dạng thì không còn có cách nào khác hơn, tất nhiên là chúng ta lo bề hiếu thảo. Mà lo bề hiếu thảo đó thì đến cái ngày mà chánh lễ kỷ niệm thì bổn phận người con của chúng ta đó thì bây giờ thực hiện qua những điều kiện như trên. Nếu nói qua cái đạo mà luân thường, nếu nói qua cái đạo của Khổng Tử đó, thì con người chúng ta coi như là có 9 chữ cù lao. Còn nếu nói qua bên đạo Phật á, thì con người chúng ta coi như là thọ cái ơn á, của ông bà của mình, là trong đó nó có 10 cái điều ơn. Mà trong cái 10 điều ơn, tất nhiên là nãy giờ chúng tôi đã kể thì chỉ có một cái ơn thứ 9 thôi đó. Chứ còn thật sự ra đó hen, là từ cái ơn mà thứ nhất á, mà cho đến cái ơn thứ 10 là cứu cánh lân mẫn á, là hết sức là sâu dày. Thì Đức Thầy cũng đã bảo cho chúng ta biết là dạng 10 ơn mới đạo làm con, lúc sanh sống chớ nên phụ bạc. Tất nhiên là nếu chúng ta dạng được 10 điều ơn là mới đúng là cái đạo làm con. Vì vậy cho nên nếu như chúng ta biết được cái ơn ấy đó, thì chúng ta nghĩ rằng nuôi con mới biết công lao mẫu từ, lên non là mới biết non cao, còn nuôi con mới biết công lao mẫu từ. Tất nhiên là ai mà có nuôi con rồi đi hen thì mới biết được cái công ơn của cha mẹ. Vì vậy cho nên Đức Khổng Tử luôn luôn lúc nào coi như là cũng bảo bổn phận cái người con chúng ta coi như là phải lo coi như là đền đáp cái công ơn của cha mẹ. Thưa chư quý vị, vì vậy cho nên nếu cái công ơn ấy thì chúng ta bây giờ lo trong đó nó có 4 phần gọi là tứ y. Một có tất nhiên là lúc ông bà cha mẹ mình còn sống á, là dưỡng tất trí kỳ lạc, có nghĩa là nuôi ông bà cha mẹ mình hết lòng để mà là vui vẻ. Rồi tới khi ông bà cha mẹ của mình mà nếu như có đau á, thì bệnh tắc trí kỳ ưu, có nghĩa là khi bệnh á, là mình phải hết lòng để mà lo lắng. Rồi nếu như mà ông bà cha mẹ mình một mai đã quá giảng 100 tuổi đời, thì bây giờ bổn phận của mình á, thì mình phải thực hiện qua cái điều gọi là tan tắc trí kỳ ai. Tất nhiên là bổn phận của mình phải buồn lòng và lo lắng. Rồi hôm nay tất nhiên là trong cái ngày chánh lễ kỷ niệm này đó là thực hiện qua cái điều thứ tư đó,
tức là tế tất trí kỳ nghiêm. Tất nhiên là lúc cúng nang là chúng ta phải coi như là hết lòng nghiêm túc để mà trong khi đó lo cho bà ông bà cha mẹ của mình. Nên Đức Thầy cho chúng ta biết dường linh đâm quải mới là có chi cúng nấy vậy mà dân ôi, ta là thân phận làm tôi phải đền phải đáp cho rồi mới hay. Nên hôm nay là chính là cái ngày chánh lễ kỷ niệm này, cho nên anh chị Sáu á là thức ý thức hệ được qua cái điều giáo chỉ của Đức Thầy nên mới thực hiện qua được cái điều này hết sức là quý báu và tráng lễ vô cùng. Không biết làm sao tán dương xưng dự cho vừa một cái tinh thần cao cả mà coi như là anh chị Sáu đã thực hiện và ý thức được điều này. Và chẳng những vậy mà là con là cháu trong gia đình mà cũng được đồng tình để mà cũng thực hiện qua cái điều này hết sức là quý báu. Thôi chưa quý vị, rồi hôm nay coi như là trong cái thực hiện điều này chẳng những theo cái đường lối của Đức Khổng Tử chỉ dạy, là trong khi đó ông bà cha mẹ quá giảng, tất nhiên là tưởng sự vong như thể sự tồn, bưng lên để xuống cầu hồn anh linh, là sự tử như sự sanh, sự vong như sự tồn, hiếu chi chí dạ, là tưởng cái người mất cũng như tưởng người còn, mà tưởng cái người chết giống như là cái người còn sống để cho chúng ta lo. Đó tất nhiên là cái lòng hiếu thảo của người con rất là đặc biệt cô bác anh em trong đạo, đó là qua cái đạo Khổng nha. Rồi bây giờ coi như là chẳng những vậy mà hôm nay Đức Thầy là Đức Quỳnh Giáo Chủ ra đời dạy bổn phận cái người con của chúng ta đó là phải thực hiện qua cái điều hiếu xuất thế gian nữa. Mà cái điều hiếu xuất thế gian này ít khi coi như là con người chúng ta làm được lắm. Mà cái điều đó chỉ hồi xưa đó là ông Mục Kiền Liên làm mới được mà thôi. Vì vậy cho nên hồi xưa ông Mục Kiền Liên trong khi đó thực hiện qua được cái điều này mà hôm nay Đức Thầy còn nhắc lại cho chúng ta biết là Mục Liên cứu mẹ bằng nai, nhờ người hiếu hạnh tâm rải từ bi, ai ai hãy ráng mà si thương đời ta tỏ chuyện đi rõ ràng. Vậy thì bây giờ hôm nay Đức Thầy còn nhắc lại là cái gương hạnh của Mục Kiền Liên là hồi xưa cứu bà Thanh Đề từ địa ngục vô gián mà được chuyển lên coi như là trên cái cõi trời được an lạc. Thì hôm nay cũng vậy, là ông bà là cha mẹ của mình đã quá giảng rồi, thì bây giờ nhân cái ngày chánh lễ kỷ niệm này thì giờ anh Sáu cũng như tất cả các chư đồng đạo chúng ta ý thức được qua cái điều đó, nên chúng ta coi như là thực hiện qua coi như là ba điều. Cái thứ nhất là cúng chay, cái thứ hai là cầu nguyện, và cái thứ ba là tất cả các anh em đồng đạo trở về đem tâm thành để cầu nguyện, chắc chắn rằng là cái linh hồn của người quá vãng sẽ được nương vào công đức này mà được siêu sanh về nơi tịnh độ, là một điều hết sức là quý báu vô cùng, không thể diễn tả được. Vậy thì bây giờ cái điều thứ nhất chúng tôi xin bàn cùng với quý vị nha. Nếu như ông bà cha mẹ của mình khi xưa coi như là làm những cái điều lầm lận trái nhân dân đạo, ta hết sức là khuyên can ngăn cản, chẳng thế ta còn phải lo nuôi dưỡng báo đền, lo cho cha mẹ khỏi đối rách, khỏi bệnh hoạn, ốm đau, gây sự hòa hảo trong để huynh tạo hạnh phúc cho gia đình, cho cha mẹ vui lòng thỏa mãn. Đó là cái đạo hiếu của thế gian. Rồi chẳng những như vậy, tất nhiên là khi ông bà cha mẹ mình đã quá giảng rồi, thì bây giờ không biết là linh hồn của ông bà cha mẹ của mình bây giờ coi như là phải nương vào trong cái nghiệp lực mà không biết đi về đâu. Vì vậy cho nên bây giờ bổn phận người con thì bây giờ nhớ qua cái lời thánh quấn của Đức Thầy là thất tổ cửu quyền nơi chính suối, mỉa mai xa lánh sáu đường duyên, hoặc giả là thất tổ cửu quyền nơi chính suối, ngưỡng mong hậu tấn biết tâm trang, là mong rằng coi như là người con là người cháu sau này coi như là có điều kiện được phát tâm chay, ăn chay làm lành, để mà trong khi đó cũng chay làm lành, như vậy tất nhiên là nó mới thuận được cái vấn đề trị hiệu. Thưa cô bác anh em chị đồng đạo, rồi chẳng những vậy mà nghe lời Đức Thầy đã giáo huấn cho chúng ta coi như là qua cái điều coi như là để trong cái ngày chánh lễ kỷ niệm là phải cúng chay, mà hôm nay coi như là anh Sáu thực hiện được điều này, phải không? Anh Sáu thực hiện được cái điều này tất nhiên là qua theo lời Đức Thầy đã chỉ dạy. Vậy thì Đức Thầy chỉ dạy sao đây? Đức Thầy chỉ dạy cho chúng ta biết là quải đơm cúng tế lễ xưa nay, sát vật trâu heo đứa mị bài, kẻ mất cho ăn si khó hiểu, người còn bạc đãi lạ lùng thai, cháu con báo hiếu theo nhà Phật, cha mẹ qua đời thủ lễ chay, trong sạch nghĩa nhân vậy mới đáng, hồn linh siêu thoát nhẹ cao bay, phải không? Vậy thì bây giờ Đức Thầy mới căn dặn là cho chúng ta biết là khi ông bà cha mẹ mình đã quá vãng thì bây giờ là quải đơm cúng tế, đó là cái lễ.
mà cái lễ từ xưa tới nay coi như là ai cũng phải làm. Mà nếu như ông bà cha mẹ của mình mà khi quá giả mà bổn phận người con mà không cúng như vậy thì tất nhiên là mang tội bất hiếu. Mà đã mang tội bất hiếu rồi đó thì trong khi đó là tội nó nặng lắm cô bác anh em chị đồng đạo, thưa chưa quý vị. Cho nên có một lần nọ Đức Khổng Tử đó, là khi mà ông Tử Lộ đó, ông mới hỏi Đức Khổng Tử, ông mới hỏi dạ thưa Đức Dạng Thế Sư Biểu, tất nhiên là Đức Khổng Tử là cái người chết rồi còn biết hay là không biết. Đức Khổng Tử mới trả lời, nếu như con muốn biết là cái người chết còn biết hay là không biết, đợi khắc con chết con sẽ biết người chết là còn biết hay là không biết. Cho nên ông Tử Lộ mới thắc mắc, dạ thưa Đức Khổng Tử, con không biết là cái người chết còn biết hay là không biết, mà con hỏi vậy mà ông coi như là trả lời vậy rồi sao con biết được. Đức Khổng Tử coi như là mới trả lời cùng với coi như là ông Tử Lộ, nói nếu như mà ta nói cái người chết là không còn biết gì đó hen, thì bây giờ cái người con bất hiếu là không có hiếu thảo đồ, bỏ cha bỏ mẹ không cúng. Còn nếu như ta nói cái người chết rồi còn biết giống như là cái người còn sống vậy, là có nhiều người hiếu thảo quá coi như là để mà tự giận, để mà theo cha theo mẹ sao. Cho nên ta mới nói với coi như là các con rằng là nếu như con muốn biết cái người chết còn biết hay là không biết, đợi khắc con chết con sẽ biết người chết là còn biết hay là không biết. Vậy là Đức Khổng Tử coi như là cũng biết, là bảo cho chúng ta biết là cái người chết là ông bà cha mẹ của mình, là luôn luôn lúc nào coi như là trong khi đó bổn phận người con cũng phải tưởng nhớ đến cái công ơn của cha mẹ, phải không? Vậy là quải đơm cúng tế lễ xưa nay tất nhiên đó là cái lễ, mà cái lễ từ xưa tới nay tất nhiên là cái lễ này coi như là không bao giờ thiếu mất được, phải không? Như vậy là từ xưa tới nay là cái cổ truyền dân tộc đất nước Việt Nam của chúng ta, tất nhiên là trong đó có Đức Khổng Tử ra đời, đã dạy cho chúng ta như là cái đạo hiếu là cái đạo làm người, là khi ông bà cha mẹ của mình quá giảng là chúng ta phải thực hiện cái điều đó. Nhưng mà khi thực hiện cái điều đó rồi thì Đức Khổng Tử coi như là đã thực hiện cho chúng ta biết là phải làm cái hiếu thảo đó là cúng ông bà cha mẹ thôi, chứ không có cầu nguyện. Nhưng mà mai thai là từ năm 1939 đó nghe, là Đức Thầy là yêu kính của chúng ta lâm phạm ra đời cứu độ cho chúng sanh, Ngài mới đem coi như là cái cuốn toàn bộ sấm thi giáo lý dạy cho chúng ta đây. Dạy cho chúng ta là cái cách coi như là để mà vừa cúng chay mà lại vừa cầu nguyện luôn, cô bác anh em trường đạo. Vừa cầu nguyện cho linh hồn của ông bà cha mẹ mình được siêu thoát luôn, cũng như ngày mai nè, phải không? Nếu như mà theo coi như là con đường lối của Đức Khổng Tử chỉ dạy đó hen, là cúng dỗ đó, là theo cái tục lệ của ông bà đó hen, thì con là cháu là nội là ngoại gia phả dòng họ gì đó, là trong cái ngày đó là tưởng niệm vậy đó, thì bây giờ xoay trở về bắt đầu cúng. Cúng xong rồi bắt đầu cái mình dùng cơm xong, bắt đầu là mình coi như là đàm thoại nói chuyện qua lại cái chia tài. Vậy thôi. Nhưng mà đối với cái đạo Phật, tất nhiên là Đức Thầy yêu kính chúng ta ra đời là không phải coi như là trong cái ngày đoàn tụ, và trong cái ngày chánh lễ kỷ niệm, là trong khi đó là gia phả là dòng họ là nội ngoại là con cháu đến, mà trong khi đó đến rồi, trong khi đó là còn một cái thêm một mức độ cao siêu hơn nữa, tất nhiên là còn cầu nguyện của cô bác anh em dân đạo. Còn cầu nguyện mới đặc biệt nữa. Nên Đức Thầy mới cho chúng ta biết bây giờ chúng ta đã quy y đạo Phật phải do sự thành tâm và đem sức khấn vái của anh chị em trong đạo cầu nguyện cho người chết được siêu sinh nơi cõi thọ. Rất là đặc biệt vậy. Vì vậy cho nên là khi mà chúng ta tu đấy hen, là trong khi đó hàng ngày chúng ta cầu nguyện rồi, mà trong cái ngày chánh lễ kỷ niệm này mà chúng ta còn cầu nguyện cho ông bà cha mẹ của mình nữa, là trong khi đó là chúng ta mới đền đáp được cái chữ hiếu suốt thế gian, thấy không? Vì vậy cho nên cái chữ hiếu suốt thế gian tất nhiên là một cái điều đặc biệt ít có khi làm được lắm, mà chúng ta coi như là nhờ nương vào trong giáo lý của Đức Thầy mà chúng ta mới làm được cái chữ hiếu của suốt thế gian, rất là độc đáo của bác anh em dân đạo. Vì vậy cho nên Đức Thầy mới viết cho chúng ta một cái bài là quải đơm cúng tế lễ xưa nay sát vật trâu heo đứa mỹ bàn, là nếu như ai mà còn cái tâm để mà lo cho ông bà là cha mẹ mình, trong khi đó là khi ông bà cha mẹ mình mất đó hen, giết gà giết vịt này kia đồ nhiều đó hen, để mà cúng ông bà cha mẹ đó hen, đó tất nhiên là cái điều đó không đúng với chân lý của Đức Thầy, cô bác anh em chừng đầu. Cho nên là có một cái lần nọ đó hen, là có ba vị cao đồ của Đức Thầy vào đầu năm Canh Thìn năm 1940 á, ở tại Tổ Đình, thì lúc bây giờ có ông Lê Phát Huynh nè, có như là có ông cả Đào Thành Đô nè, có cái ông thầy Ba Thận, cô bác anh em chừng đạo, và đang bàn cãi trước ở cửa Tổ Đình ha.
Rồi một ông là giờ sắp sửa coi như là tới ngày coi như là cúng dỗ của ông cha tôi, tất nhiên là ông cả đạo thành đô. Rồi trong khi đó mới nói lên, nói giờ tàn đó coi, bây giờ trong khi đó đến cái ngày chánh lễ kỷ niệm với ông bà của tôi rồi, mà bây giờ tôi không biết cách nào để cúng cách sao mà cho nó vừa đúng với cái đạo lý ha. Thì trong khi đó coi như là mấy ông nó mới cãi ha, mới bàn với nhau, nói thì bây giờ có gì lạ đâu, thì bây giờ ông bà của mình hồi xưa ăn gì thì mình cúng cái nấy vậy thôi. Rồi trong khi đó bắt đầu bàn với nhau, thì bây giờ trong khi đó là ông bà cha mẹ của mình hồi xưa ăn cái gì thì sau khi chết là cúng ông bà cha mẹ cái đó, là nói vậy là đúng rồi. Nhưng trong khi đó đó, Đức Thầy từ trong bước ra, Đức Thầy mới nói, tôi nói cho bây giờ tôi hỏi cho các ông biết nè, lúc ông bà cha mẹ của mình lúc còn mạnh ăn mấy chén? Nói hiểu, bây giờ trong khi đó ông cả, ông Lê Phật Huynh ăn 3 chén, có 4 chén, có 2 chén có. Vậy thì bây giờ tôi hỏi ông, bây giờ trong cái lúc mà bệnh yếu vậy đó, ăn chừng mấy chén? Nó lúc đó ăn chừng chén à. Rồi hỏi vậy chứ bây giờ đến cái lúc mà hấp hối gần chết, vậy chứ bây giờ cái người đó ăn được mấy chén? Nó dạ thưa thầy, hấp hối gần chết có ăn được cái chén nào đâu, không còn ăn được gì trơn trọi. Rồi Đức Thầy coi như là đến đó, Đức Thầy mới nói, vậy thì bây giờ cái người chết rồi không còn ăn được mà mấy ông cúng như vậy thì trong khi đó ai ăn? Có bác anh em trong đạo. Nhưng Đức Thầy không phải phủ nhận cái điều này, mà Đức Thầy muốn nói cho tất cả các ông đó biết là khi cái người chết rồi không còn ăn được mà mấy ông xác vật, xác heo, xác trâu, xác bò, gà vịt quá nhiều đi thì bây giờ tội nhiều. Nên Đức Thầy mới phán, tôi nói cho các ông biết, cúng nhiều tội nhiều, cúng ít tội ít. Có cái đồng đạo nhanh nhanh nhẩu, nó dạ thưa thầy, bây giờ cúng nhiều tội nhiều, cúng ít tội ít, vậy không cúng được không thầy? Đức Thầy nói, nếu không cúng xa địa ngục, dường như bích lối, không, dường như là bích lối, không còn để mà cách nào khác hơn. Cúng nhiều là xác trâu, xác heo, xác gà, xác vịt nhiều là tội nhiều, còn cúng ít là mình làm cá, làm tôm này kia đồ ít hơn là tội ít, còn không cúng mang tội bất hiếu xa địa ngục. Tại vì mang tội bất hiếu đâu. Vậy thì bây giờ ngụ ý chỗ này, Đức Thầy nói thôi bây giờ các ông không còn đường nào khác hết. Bây giờ Đức Thầy mới lấy cái viết bi lôi, Đức Thầy mới viết ra một bài trao cho ông Lê Pháp Quynh, là cái bài này, là cái bài là bãi đơm cúng tế lệ xưa nay đó, xác vật trâu heo đứa mỹ bài, kẻ mất cho ăn suy khó hiểu, người còn bạc đãi lạ lùng thay. Là kẻ mất rồi đó là cho ăn là suy khó hiểu, mà người còn bạc đãi lạ lùng thay là cái người còn sống mà mình bạc đãi, mình không lo cho cha mẹ ăn, lúc sống thì chẳng cho ăn, đến chừng lúc chết làm văn để tế rùi chứ làm gì không. Cô bác anh em dùng đạo. Vậy thì bây giờ kẻ mất cho ăn si khó hiểu, người còn bạc đãi lạ lùng thay. Rồi Đức Thầy mới viết tiếp thêm đó là cháu còn báo hiếu theo nhà Phật, cha mẹ qua đời thủ lễ cha, trong sạch nghĩa nhân vậy mới đáng, hồn linh siêu thoát nhẹ cao bay, đúng không? Vậy thì bây giờ là cháu con báo hiếu theo nhà Phật. Bây giờ hôm nay đây là gia đình của anh Sáu, là cháu là con, là báo hiếu theo nhà Phật chứ không phải theo đạo Khổng Tử nghe. Báo hiếu theo nhà Phật tất nhiên là trong khi đó cũng chài. Rồi cha mẹ qua đời thủ lễ cha, trong sạch nghĩa nhân vậy mới đáng, hồn linh siêu thoát nhẹ cao bay. Vậy thì hôm nay nếu nhân dịp này là con, là cháu ở trong gia đình, là thân tộc, là dòng họ, mà nếu như quý vị nào mà chưa có nắm bắt được trong giáo lý của Đức Thầy là Đức Quỳnh Giáo Chủ dạy cho chúng ta đó, thì sẵn nhân cơ hội này quý vị mình coi như là cũng cần tìm hiểu thêm. Nó không biết hồi mỗi năm rồi thì ông Sáu này ông cúng sao mà ông cúng mặn, mà bữa nay tự nhiên năm nay ông cúng chay rồi ông mời đồng đạo, vậy thấy có lạ không? Không, không có gì lạ hết cô bác anh em nhân đạo. Đây là một cái phương thức để mà trong khi đó chúng ta vượt tiến lên cái con đường đạo hạnh thanh cao của Phật Pháp, chứ không có gì khác hơn. Nếu như lúc trước đó, thì bây giờ trong khi đó anh Sáu chưa có hiểu được qua cái chân lý của Đức Thầy, thì bây giờ làm cái điều đó tất nhiên là theo cái tục lệ của ông bà. Nhưng mà hôm nay coi như là đã giác ngộ được như vậy rồi, thì bây giờ anh Sáu coi như là đi theo cái con đường Phật Đạo. Cô bác anh em trong đạo, dẫu cho cha mẹ ông bà trăm năm mãn số cũng là chớ sai, lòng thành thì cúng cơm chay, chớ nên sát hại các loài thú kia.
dối rằng nói cúng rồi chia, mà đành phủ tội đổ về mẹ cha. Mình ăn sướng miệng âu ca, hồn linh cha mẹ Diêm La đọa đày. Đó là bất hiếu lắm thai, đành để kẻ chết đắng cay khổ sầu. Chết rồi ăn có được đâu, khuyên người thương xót nghĩ suy cho sâu mới là. Đừng theo tả đạo ngoại tà, sát sanh hại mạng cứu mà tổ tiên. Đó là tạo sợi xích xiền, cột kiền cha mẹ với miền Diêm La. Và hành hạ đau đớn xót xa, khuyên người thương xót với cha mẹ cùng. Vì vậy cho nên trong cái ngày chánh lễ kỷ niệm, mà mình trong khi đó được làm trai, được trong sạch như thế này, để mà cúng ông bà là tổ tiên của mình, thật là hết sức là quý báu. Cô bác anh em chị đồng đạo, rồi trong khi đó cúng kiến khuyên người chớ sát sanh, sao mà sát vật lại cho đành. Thú kia cũng muốn cùng ta sống, sao nỡ đoạn tình hỡi chị anh. Trai lạc tưởng lòng thương chủng lậu, mà sạch trong chứ đựng giữ tâm lành. Khuyên đời thương đời Phật để lời trao dạy, mà cúng kiến khuyên người chớ sát sanh. Vì vậy cho nên nếu như mà chúng ta sát sanh mà để cúng tế ông bà cha mẹ trong những cái ngày chánh lễ kỷ niệm, càng làm cho ông bà của mình coi như là càng thêm tội lỗi. Cô bác anh em chị đồng đạo, chứ không có ích lợi gì hết. Trên giường linh hương đốt đèn trong, ngày kỷ dỗ chớ hồng say bụi. Được như vậy đó làm con không tuổi, rất hữu tình sắm sửa gạo gao. Có thì đậu hũ tương trao, không thì dưa muối mà khó giàu cũng theo. Chớ đừng làm vịt làm heo, làm tôm làm cá mà quả gieo cho hồng. Cho nên ông bà cha mẹ của mình trong cái ngày chánh lễ kỷ niệm, rất là mong là con là cháu để mà làm trai, để mà cúng, để mà cầu nguyện. Cô bác anh em chân đạo, chứ còn kỳ thật ra nếu mà chúng ta không làm theo đúng lời Đức Thầy chỉ dạy đó nghe, rất là coi như là tội lỗi. Mà đối với ông bà cha mẹ của mình không biết chừng nào mà thoát được thân. Cô bác anh em chân đạo nghe không? Vậy thì bây giờ trong coi như là cái buổi hôm nay chúng tôi trao đổi cùng với quý vị là nói qua cái ngày mà chánh lễ kỷ niệm. Rồi chúng ta coi như là cũng nương vào trong cái ngày này mà làm y theo cái lời giáo huấn của tổ thầy để chúng ta thực hiện cái điều đó. Thưa chứ quý vị, cho nên tôi nhớ lại cái mẫu chuyện như thế này. Hồi xưa có cái ông trưởng giả. Một hôm cái ông trưởng giả đó, ổng tu hành theo thập thiện và cuối cùng coi như là đến cái phút lâm chung của ổng đó là được sanh về trên cõi trời rồi. Nhưng mà trong khi ổng đã được sanh danh cõi trời rồi, ổng mới di chúc lại tất cả các con là cháu ở trong gia đình á, nói bây giờ coi như là cha đã coi như là tu theo con đường lâu thập thiện và cuối cùng coi như là cha được về nơi cái cảnh an lạc. Vậy thì bây giờ tất cả các con nên nhớ lời cha căn dặn nha, không trái ý lời cha nha. Thì bây giờ là cha chết rồi là phải làm trai, phải cúng trai và phải làm đúng theo coi như là lời của ông cha dặn. Rồi trong khi đó coi như là làm được một tầng, hai tầng, ba tầng, bốn tầng, năm tầng, tới sáu tầng, đến tầng cuối cùng tầng thứ bảy, người con trong gia đình ấy, mới nghe lời bạn bè nói không biết mày nghĩ làm sao đâu, trong dòng họ gia tộc, dòng họ gia phả và ai cũng như là cũng vậy chứ, còn mày tự nhiên bây giờ cái ông già mày chết mày cũng chay, rồi bạn bè coi như là tới vậy rồi mày đại đằng vậy câu sao được không. Rồi cuối cùng bắt đầu trong khi nó không nghe lời di chúc của ông cha dặn. Rồi trong khi đó bắt đầu nó cãi, bắt đầu bữa nó làm cái con bò không? Bữa nó mới mời tiệc tùng coi như là đãi đằng hương đảng tùm lum ở trên đông đảo hết sức là vui vậy. Ông cha ổng tức lý đó nghe, là bây giờ nó làm gì bắt đầu cái nghiệp sát mới đổ thừa. Mình ăn sướng miệng âu ca, hồn linh cha mẹ Diêm La đọa đài, đó là bất hiếu lắm thai, cho nên ổng thấy con nó bất hiếu. Nên trong khi đó đó, ổng mới coi như là quá dạng ra, tại vì ổng về được trên cõi trời rồi, ổng có được cái phép rồi. Ổng mới quá ra một chú một đồng, dẫn một cái con trâu đi ngang qua một cái đám linh đình như vậy, tất nhiên là đãi đằng coi như là hương đảng rất đông. Mà trong khi đó ổng mới một chú một đồng vừa dẫn cái con trâu vừa đi tới chỗ cái đám, tự nhiên con trâu bắt đầu đột quỵ, nó ngã xuống. Nó ngã xuống rồi coi như là chú một đồng này mới lấy dây buộc vào trong coi như là cái gốc cây đó. Rồi bắt đầu mới lấy cái lữ hái đem cắt cỏ non thiệt là ngon ngon, bắt đầu mới đem lại mới đút vô trong cái mồm của con trâu nó ăn. Con trâu nó chết, nó sôi một mép trân trậu, nó đâu có ăn được đâu. Rồi chú một đồng này đấy hen, là nhét vô nó, mày ăn đi, mày ăn đi, mày không ăn hả? Mày tao sao mày không ăn? Mày không tao quýnh mày cho mày coi.
Cho nên vừa nhét vô vừa la, vừa nhét vừa la, bắt đầu trong khi đó con trâu đâu có ăn được, con quất. Rồi trong khi đó trong gia đình mấy con như bắt đầu mới chạy ra, nó chú làm gì hả? Nói tôi cỏ non nè, tôi nhét cho con trâu nó ăn mà nó không ăn, tôi tức lý tôi quánh nó cho nó ăn. Trong khi đó trong mấy cái người mở trong cái đám em mới chạy ra, nó mày khùng, cái thằng này mày khùng thiệt thủng, con trâu nó đã chết ngắt rồi mà trong khi đó mày đút cỏ non vô đó làm sao nó ăn được. Cái chú một đồng trả lời nói, tôi khùng hay là mấy ông khùng? Mấy ông nghĩ rằng trong khi đó là ông già của mấy ông chết đó, là hôm nay coi như là 49 ngày rồi mà trong khi đó còn ăn được không, mà mấy ông là giết trâu giết heo giết bò cũng, còn con trâu tôi mới chết nè, nó còn nóng hổi nè mà nó còn ăn không được đấy, mà mấy ông chê tôi khùng vậy. Bây giờ trong nhà mấy ông coi như là mấy ông nghĩ sao, ai khùng? Rồi cuối cùng rồi quý vị mình biết hen, là ổng ý thức được xong rồi đó hen, là ổng hiện thân ở lên trên không gian. Ông trưởng giả nói từ đây trở về sao con không nên làm cái điều này nữa nghe. Ăn không được cho nên bây giờ Đức Thầy mới nhắc lại nè. Nhắc lại cho chúng ta biết là kẻ mất cho ăn si khó hiểu. Người còn bạc đãi lạ lùng thay, linh tiền cúng dưỡng thì năng khiết, vọng niệm ân thâm tự sanh tiền. Là trên giường linh cúng vậy đó, là trong khi đó là cái người mất đâu có ăn được đâu. Là giường linh cúng dưỡng thì năng khiết, mà vọng niệm ân thâm tự sanh tiền là mình nghĩ đến cái ân sâu giống như hồi còn sanh tiền để mà mình cúng vậy thôi, chứ thật sự ra ông bà mình mất thì sao ăn được. Nhưng mà bổn phận mình tất nhiên là trong khi đó chúng ta phải để mà nhớ đến cái công ơn của cha mẹ vậy thôi. Đó. Vì vậy cho nên hôm nay chúng tôi muốn bàn mình là tất cả đồng đạo của chúng ta đó là được giáo chỉ của Đức Thầy. Đức Thầy lâm phàm ra đời là muốn cứu độ cho tất cả các chúng sanh và đem lại cái nguồn giáo pháp này để mà trong khi đó mình làm cho nó ích lợi. Vừa coi như là chúng ta tu mà vừa cứu ông bà cha mẹ của mình được. Quan trọng tất nhiên là cứu ông bà cha mẹ của mình. Vì vậy cho nên nếu như chúng ta tu tất nhiên là quan trọng nghĩ đến cái công ơn của cha mẹ mà chúng ta tu, cô bác anh em trường đạo. Vậy thì ông bà cha mẹ của mình tu đó là nhờ là con là cháu hiện tại bây giờ, chúng ta phải làm sao để cứu ông bà cha mẹ của mình. Nhẹ mình lướt khỏi sông mê trái quan hết buộc não nề dứt xong, độ siêu cha mẹ tổ tông, độ luôn quyến thuộc khắp trong bể đời. Trời một mặt sáng đầy thiên hạ, cầu một cây đưa cả muôn người. Tu là việc lớn con ơi, cứu cha mẹ được mà độ người cũng xong, thấy không? Còn hôm nay Đức Thầy cũng bảo cho chúng ta biết ngày nào đắc được lục thông, vớt hồn cha mẹ tổ tông bể đời. Hoặc giả là Đức Thầy nó ráng tu đắc đạo cứu của quyền, thoát chốn mê đồ đánh cảnh tiên ngõ, đáp ân dài công sáng tạo cho ta hình dốc học cơ quyền. Vậy thì bây giờ coi như là Đức Thầy dạy bảo cho chúng ta cái phương cách tu để mà cứu được ông bà cha mẹ của mình, cứu coi như là tổ tông của mình. Mà nếu như chúng ta không có tu rồi hen, là chẳng những chúng ta không cứu được ông bà cha mẹ của mình mà lại còn làm xấu hổ gia môn, hại đời mình, còn hại nhi tôn, thật là một người không hiếu thảo, thấy không? Vì vậy cho nên bây giờ ai cũng có cha, ai cũng có mẹ, và ai cũng có ông bà của mình, cũng có tổ tiên. Và trong khi đó coi như là tổ tiên ông bà cha mẹ của mình mà vì con mà coi như là bây giờ ở nơi coi như là cái cảnh đó mà không biết là cái cảnh đó ở cảnh nào. Vì vậy cho nên bây giờ chúng ta tu là quyết chí tu để mà cứu ông bà cha mẹ của mình thoát đi coi như là cái dòng trầm luân khổ hải, cô bác anh em chị đồng đạo. Vì vậy cho nên bây giờ cái mục đích thứ nhất là cúng chay rồi, phải không? Rồi cái mục đích thứ hai là chúng ta phải cầu nguyện. Cầu nguyện cho ông bà cha mẹ của mình mà thoát được đi cái luân hồi sanh tử, là cái điều đó là một cái điều quy báo, thấy không? Còn điều kiện thứ ba nữa là hồi xưa một kiền liên đó là muốn cứu được bà Thanh Đề từ địa ngục vô gián mà chuyển sanh lên cái cõi coi như là thiên đường đó. Thì bây giờ trong khi đó ông một kiền liên, ổng sau khi mà ổng chứng được lục thông rồi đó quý vị mình được biết đó hen, là ổng nhớ đến công ơn cha mẹ, tất nhiên là bà Thanh Đề, ổng mới đi xuống coi như là tới là chín tầng địa ngục, mà đến cái địa ngục cuối cùng là cái địa ngục A Tỳ, mà mới tìm hiểu được bà Thanh Đề đang đọa vào trong ngạ quỷ ở trong cái địa ngục A Tỳ vô gián. Lúc bây giờ đó hen, là ổng một kiền liên, ổng mới cầm cây tích trượng dẫm vào trong cái địa ngục. Địa ngục trong khi đó mở ra, lúc bây giờ thấy bà Thanh Đề thì thấy bà Thanh Đề hen, đầu đội chậu máu đích đó, thì cái ngồi bàn châm, rồi bây giờ cơm vừa đút tới mồm thành lửa, nước ngậm vào á, miệng quá dầu sôi,
làm cho phỏng lưỡi cháy môi chịu điều đối khác tanh hôi suốt đời. Cho nên ông Mục Kiền Liên thấy vậy quá chừng âu sầu thê thảm, và thấy mình mẹ mình đói khát á, đầu thì coi như là nó đầu thì bự mà cái cổ thì nhỏ mà bụng thì to, là làm thân ngã quỷ mà khổ sở vô cùng. Nên ông Mục Kiền Liên thấy như vậy đó, ổng mới trở về ổng bới coi như là một coi như là một cái chén cơm của bác anh em chị đồng đạo để mà dâng cho bà Thanh Đề. Mà khi mà trong khi đó Mục Kiền Liên vừa xuống mà dâng cho bà Thanh Đề rồi đó hen, bà mới thấy, bà mới cái lòng bõn sẻn của bà coi như là hồi tiền căn hồi lúc bà còn sống đó. Bà trong khi đó bà còn ích kỷ, còn gích gắm, mà cái tánh tham lận bà vẫn còn. Cho nên cái tánh bà Thanh Đề lúc đó quý vị được biết đó hen, lòng bõn sẻn, tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà, tất nhiên là sợ mấy con ma ma đói đó nó giành ăn cho bà đi, sợ chúng ma cướp giật của bà, cơm đưa chưa đến miệng già, quá thành than lửa nút mà đặng đâu. Thấy như vậy âu sầu thê thảm, Mục Kiền Liên bi cảm xót thương, mau mau về đến giảng đường bạch cùng sư phụ Tầm Phương giải nàng là Đức Phật, là bạch cùng Đức Phật với Tầm Phương cách để mà cứu bà Thanh Đề. Cho nên Đức Phật mới bảo cho Mục Kiền Liên biết là nhữ mẫu tội căn thâm kiết phi nhữ nhất nhân lực sở nại hà, là mẹ của ông gốc tội gốc sâu, một mình ông không có thể nào cứu được. Bây giờ tôi bảo cho ông biết đó, nếu như ông muốn cứu được mẹ của ông đó, là chính cái ngày mà lễ Vu Lan đó, là gầm tháng 7 đó, thì bây giờ đó là ông phải làm như vậy như vậy. Thì bây giờ là đường tu chúng tăng quay thần chi lực tất đất giải thoát, là phải cầu mười phương chư tăng đến cái ngày gầm tháng 7 đó, để mà trong khi đó cầu nguyện thì bây giờ mẹ ông mới thoát được cái cảnh cái như là đói khổ này. Cho nên gầm tháng 7 là ngày tự tứ, tự tứ là tùy hỷ đó, là cái ngày lễ Vu Lan đó. Mà Vu Lan tất nhiên là giải nghĩa ra coi như là trong đó là giải đạo quyền, mà giải đạo quyền là giải những cái ách mà tội treo ngược đó, nên gọi là Vu Lan. Vậy thì bây giờ là Vu Lan tất nhiên là cái ngày giải đạo quyền là giải tội, cho nên gầm tháng 7 là ngày tự tứ, mười phương tăng đều dự lễ này, phải toan sắm sửa đủ đầy đồ ăn trăm món trái cây năm màu, lại phải sắm giường nằm niệm lót cùng thao bồn đèn đuốc nhang dầu, món ăn tinh sạch báo màu đựng trong bình bát ngõ hầu kính dân, rồi chư đại đức mười phương thọ thực trong ba đời sẽ được siêu thăng. Vậy thì bây giờ ông Mục Kiền Liên nghe theo lời của Đức Phật, mà trong khi đó dạy vậy, ông về mong làm được vậy cô bác anh em chân đạo, là đúng như vậy. Tất nhiên là trong khi đó bà Thanh Đề mới được siêu thoát, thấy không? Vậy thì hôm nay Đức Thầy nhắc lại cho chúng ta biết một liên cứu mẹ bằng nay, nhờ người hiếu hạnh tâm dài từ bi, ai ai hãy ráng mà suy thương đời, ta tỏ chuyện ni rõ ràng, là Đức Thầy mới chỉ cách cho Mục Kiền Liên để mà cứu được bà Thanh Đề từ địa ngục vô gián mà được chuyển lên cái cõi trời, là được hưởng cái cảnh an lạc. Vậy thì bây giờ tất cả đồng đạo của chúng ta cũng vậy, thì bây giờ hàng ngày chúng ta coi như là cầu nguyện đó, tất nhiên là cũng làm lễ Vu Lan, sáng Vu Lan rồi chiều Vu Lan, rồi hết tháng này Vu Lan rồi tháng khác Vu Lan, ngày nào chúng ta cúng cầu nguyện là Vu Lan hết. Còn bây giờ gầm tháng 7 là ngày tự tứ, mười phương tăng đều dự lễ này, tất nhiên là trong đó một năm có ngày lễ Vu Lan, là gầm tháng 7 thôi. Còn mình đây là ngày nào cũng Vu Lan trên đạo em, ngày nào cũng cúng. Quý vị mình cúng Nam Mô Nhị Nguyện Cầu Cửu Quyền Thất Tổ Tịnh Độ Siêu Sanh, rồi Nam Mô Tam Nguyện Cầu Phụ Mẫu Tại Đường Tăng Long Phước Thọ Phụ Mẫu Quá Khứ Trực Giảng Tây Phương, có phải là Vu Lan không? Hằng ngày mình cầu nguyện như vậy là nhẹ mình lướt khẩu sông mê trái quan hết buộc não nề, dứt xong độ siêu cha mẹ tổ tông, mà độ luôn quyến thuộc khắp trong bảy đời, độ được hết trơn, không còn là một cái bậc nào mà không độ được. Vậy thì bây giờ người tu chúng ta là ích lợi rất lớn lao, là cứu ông bà cha mẹ của mình. Mà nếu như chúng ta không thực hiện được điều đó là cô bác anh em chừng đạo, thì thất tổ của quyền của mình nơi chính suối à, thất tổ của quyền ông bà mình nơi chính suối, ngưỡng mong hậu tấn biết tâm trai, là mong mình là con là cháu biết tâm trai, biết được ăn chay, biết được niệm Phật, biết được điều là tội phước, để mà làm những cái chuyện coi như là hồi hướng cho ông bà cha mẹ của mình. Cho nên một hôm nọ hen, là Đức Phật mới dẫn ông Năng Đà, dẫn ông Năng Đà xuống giới tới cái cảnh địa ngục ở dưới. Rồi lúc bây giờ ông Năng Đà lên trên cái cảnh tiên xong rồi để hen, về ông nhớ mấy cái cô tiên không có niệm Phật được, mà luôn luôn lúc nào coi như là cũng nhớ Nam Mô A Di Đà tiên không à. Rồi Đức Phật mới biết ông Năng Đà là cái tánh tịnh ông cái kiểu này, làm sao mà ông về Phật được, ông nhớ mấy cô tiên không. Cho nên bây giờ Đức Phật mới quyền dụ và dẫn ông Năng Đà xuống dưới cảnh địa ngục cho thấy được cái cảnh đó.
xuống dưới cái cảnh địa ngục rồi đi hen, tiền đất hơn bước vào trong địa ngục thứ nhất là của Tần Quảng Dương rồi đi hen, nào chảo dầu sâu ùn ục, nào là dầu lúc nhúc thay cơm, nào là rừng đao kiếm lơm chơm, nào núi lửa phần phần cháy, ác thú có biết bao nhiêu loại yêu tinh không còn thiếu mặt nào, đích bằng chân đầu chậu máu đào đủ thứ quỷ đầu trâu mặt ngựa. Con thì dắt cái búa to ra bữa, con thì mang cái chĩa đến đâm, con thì dắt dao lớn đến bầm, con cố xé ra làm hai thợi. Con móc mắt, con lo cắt lưỡi, con rút cân, con thẻo lột da, cảnh hải hùng không chỗ hở ra, còn nhiều nữa khó mà kể hết. Khổ khi sống, khổ trong lúc chết, mà khổ linh hồn, khổ xác hơn chặn. Chúng sanh luôn chịu khổ không dừng cũng vì bởi nguyên nhân tội ác. Là chính trong cái lúc chúng ta sống mà tạo ra những cái nghiệp đó, cho nên chết mà bị đầu thai vào trong cái cảnh đó. Rồi trong khi đó Đức Phật á, mới chỉ cho coi như là ông Năng Đà nói, thấy không? Bây giờ ông thấy coi như là tất cả các chảo dầu sôi ùn ục ở trên trời, mà bây giờ đó là chảo nào cũng có cái người trụng vô, trụng vô, trụng vô. Mà còn cái chảo này coi như là đầu trâu mặt ngựa, nó đang trụng sôi ùn ục mà không có người nào trên trời. Trong khi đó là ông Năng Đà ông Đức Lý ông hỏi, dạ thưa Đức Thế Tôn, sao chảo nào cũng có người bị trụng, chân chảo này sao không có? À, rồi Đức Phật nói, ông muốn biết ông lợi hỏi đi. Thì ông Năng Đà mới lợi hỏi, nói tại sao bây giờ chảo nào cũng có người bị trụng vô mà có chảo này chưa có? Thì trong khi đó coi như là quỷ sứ mới trả lời, chảo nào cũng có chứ, mà còn cái chảo này dành riêng cho ông Năng Đà là chú bác với Phật nè. Ông tu mà không có ngon lành chân, ông lo nhóm coi như mà cái bà tiên ở trên, cuối cùng coi như là ông là hết phước, ông bị đỏ tôi trụng ông vô đây nè. Tới chừng ông nghe nói như vậy, ông quảng hồn quảng vía, bắt đầu ông lui lui lại không. Cái Đức Phật nói, ông làm gì á? Nó đừng nói tới tôi, đừng nói tới tên tôi, mà nói tên tôi nó biết, nó bắt nó thảy nó trụng vô chết. Ông sợ đến đâu là như vậy, tất nhiên đừng nói kêu gẹo cái tên ông. Thưa cô bác anh em dùng đạp. Rồi coi như là khi mà trải qua coi như là cái chảo dầu sâu đó rồi, cô bác, thưa chứ quý vị, rồi bắt đầu đi một đoạn đường nữa hen, là cái tớp ngạ quỷ. Cũng đồng thời ngạ quỷ vậy, nhưng mà không biết làm sao mà đọ ngạ quỷ mà nó vui, đọ làm ngạ quỷ mà nó cười tít tét vậy đó. Rồi trong khi đó coi như là nó cũng coi như là khổ sở, coi như là cũng bụng to cũng cổ nhỏ vậy, vậy mà trong khi nó vui nó cười, mà trong khi đó là không biết cái lý do gì. Trong khi đó ông Năng Đà nói, tàn ơi, sao người ta cũng bị đọ nhóc ở trơn trội mà sao cái tớp này nó vui cười đó là sao vậy? Thì bây giờ cái tớp ngạ quỷ nó mới trả lời, nó nói tôi cũng bị đọ ngã quỷ vậy, rất khổ lắm, chứ không có sung sướng gì, khổ dữ lắm khổ. Nhưng mà tôi là còn mong được một cái ngày ra, vì vậy cho nên tôi đang bị đọ ngã quỷ, mà con là cháu ở trên dương trần ở trển á, là nó biết ăn chay, nó biết niệm Phật, nó biết làm lành, nó biết bố thí, nó biết phóng sanh, hồi hướng hàng ngày. Cho nên tôi là biết rằng đó, là trong thời gian gần đây đó hen, là tôi sẽ thoát được cái kiếp ngạ quỷ. Cho nên mặc dầu tôi bị đọ nhưng mà tôi rất là vui. Là cái tớp ngạ quỷ nó coi như là nó được coi như là được cái tin mừng, là trong thời gian nó thoát được cái kiếp ngạ quỷ cho nên nó vui. Rồi bây giờ trong khi đó đó là nó trả lời vậy xong rồi, ông Năng Đà bắt đầu mới dẫn mấy coi như là theo Đức Phật, theo chân Đức Phật mới đi một đoạn nữa. Đi một đoạn nữa cũng thấy cái tớp ngạ quỷ như vậy đó, nhưng mà thôi nó âu sầu thê thảm, nó buồn gầu coi như là ủ dột, coi như là đầu nó coi như là ngoẹo cổ gì tùm lum ở trên thôi. Trong kinh diễn tả vậy đó nghe, là tớp ngã quỷ này hết sức là buồn rầu vô cùng. Rồi trong khi đó đó, cái Đức Phật á nói, giờ con muốn biết là cái tớp ngã quỷ đó như thế nào đó, thì bây giờ con hãy lại đó hỏi đi, hỏi coi sao. Thì trong khi đó đó hen, thì ông Năng Đà lại hỏi nó, tại sao mà cũng đồng thời ngươi đọa ngạ quỷ mà các ngươi sao mà buồn gầu khổ sở dữ vậy? Cái nó trả lời biết sao không? Cái tớp ngạ quỷ nó mới trả lời, nó tôi đã mang cái thân tôi nè, lo cho con tôi nè, lo cho cháu tôi nè, nhi tôn tự hữu, nhi tôn phúc, mạc bả nhi tôn tác mạc ngưu, tôi làm trâu làm ngựa để mà nuôi cho con cho cháu. Rồi bây giờ tôi chết rồi, bây giờ tôi bị đọ dưới này vậy đó, mà trong khi đó không biết thương tôi nữa. Mà đến cái ngày mà cúng dỗ tôi mà nó còn làm trâu làm heo làm cá làm tôm đủ thứ chứ, nó đâm đơn vô hoài. Rồi tôi biết chừng nào mà tôi thoát kiếp tôi ra được, cho nên bây giờ tôi phải khổ tôi rầu gì nữa. Con cháu tôi trên dương trần không có biết, không có đứa nào mà biết tôi trên trời.
Vì vậy cho nên tôi quá khổ, cho nên tôi phải ủ dột, cũng như là không biết chừng nào mà tôi thoát được cái kiếp ngạ quỷ. Thấy không? Cũng đồng thời bí đó, nhưng mà con là cháu có tu rồi đấy, ông bà cha mẹ mình vui lắm. Nên Đức Thầy mới nói qua câu này: thất tổ cửu quyền nơi chính suối, mỉa mai xa lánh sáu đường duyên, là tương lai sau này coi như là thoát được coi như là sáu con đường mà luân hồi sanh tử. Rồi bây giờ thất tổ cửu quyền nơi chính suối, ngưỡng mông là trông lên, hậu tấn là cái người con là cháu, biết tâm chay là biết được ăn chay, bước đi biết được niệm Phật, là ông bà cha mẹ mình lắm, cô bác anh em trong đạo đó. Vì vậy cho nên nhân cái ngày chánh lễ kỷ niệm này, chúng tôi đưa ra coi như là ba cái yếu tố quan trọng coi như là đối với cái người tu chúng ta. Cái thứ nhất là nếu như chúng ta biết tu, là khi ông bà cha mẹ của mình đến cái ngày mà qua giảng thì tế tắc trí kỳ nghiêm, tất nhiên là chúng ta phải hết lòng nghiêm, mà trong khi đó chúng ta cúng heo rồi cúng, trong khi đó là chẳng những vậy mà chúng ta còn phải biết cúng chay. Biết cúng chay tất nhiên là để mà đem cái tâm chay đó hồi hướng cho ông bà cha mẹ của mình thôi chứ quý vị. Vì vậy cho nên là hiếu trung chuyển tích sờ sờ, người đời phải biết phượng thờ mẹ cha, tất nhiên là chúng ta phải biết tôn kính và thờ ông bà cha mẹ của mình. Và chẳng những thờ vậy mà trong khi đó chúng ta còn phải cúng chay, rồi cúng chay tất nhiên là trong khi đó chúng ta còn phải cầu nguyện, thấy không cô bác anh em trong đạo. Thì cầu nguyện trong khi đó, nếu như bây giờ trong gia đình của anh Sáu đây, bây giờ trong gia tộc dòng họ, bây giờ trong khi đó được chứ chừng là vài chục người thôi, thấy không? Nhưng mà trong đó đồng đạo của mình đó hen, là trong khi đó đem cái công đức khinh thanh của mình đó, là một người cái như là trong khi đó là có cái công đức công tu phạm diện, là như vậy là cầu nguyện đó, là cái người chết là thất phần hoạch nhất, là trong đó là bảy phần như vậy đó, là cái người chết hưởng được một phần. Nhưng mà nếu như 100 người như vậy đó, thì bây giờ trong khi đó nếu mà cầu nguyện đó hen, là cái người sống nó hưởng 7 phần mà cái người chết hưởng có 1 phần. Nhưng mà trong gia đình của mình mà được 100 người cúng như vậy thì như là cái người chết hưởng được 100 phần. Quan trọng là như vậy. Vì vậy cho nên là đem cái sự ích lợi mà cầu nguyện vậy, thì Đức Thầy cho chúng ta biết là bây giờ chúng ta đã quy y đạo Phật thôi, do sự thành tâm và đem sức khấn giái của anh chị em trong đạo đó, cầu nguyện cho người chết được siêu sinh nơi cõi thọ, hoặc giả là cầu linh hồn cho được giảng sanh, đây chỉ gõ đường đi nước vượt. Vì rõ ràng rồi thì bây giờ trong cái việc làm này hết sức là nó khế hợp và đúng với cái lời của Đức Thầy đã chỉ dạy, phải không? Đó. Vì vậy cho nên nếu như trong cái ngày chánh lễ kỷ niệm mà được tất cả đồng đạo để mà trong khi đó để mà cầu nguyện đó, đúng với coi như là hồi xưa ông Mục Kiền Liên. Ông Mục Kiền Liên cũng nhờ là mười phương chư tăng đem cái công đức khinh thanh phạm diễn 3 tháng an cư kiết hạ, với một cái tâm thanh tịnh chú nguyện, thì bà Thanh Đề coi như mà thoát được cái địa ngục vô gián mà được sanh về trên cõi trời. Thì hôm nay cũng vậy, hôm nay tất cả đồng đạo của chúng ta coi như là cũng vậy, đến cái ngày mà chánh lễ kỷ niệm thì bây giờ đó là một cái phương pháp để mà cho ông bà mình coi như là được siêu thoát của bác anh em trong đạo. Mà mỗi lần được như vậy đó hen, thì bây giờ chúng ta cầu nguyện được như vậy thì bây giờ ông bà của mình dầu có tội cách mấy đi chăng nữa cũng nhờ cái công đức công tu cũng như là tất cả chứ quý vị, mà được cứ như là siêu sanh nơi cõi thọ. Cô bác anh em trong đạo, một mình á, là không thể nào mà trong khi đó mà được thành công được, mà đa nhân dứt giả sở chí nguyện cầu, cảm ứng vô phi hữu y như nguyện, là nhiều người thành tâm mà cầu nguyện á, thì cảm ứng không sai, chắc y như là nguyện vậy, không bao giờ sai trật được. Thưa chứ quý vị, vậy thì bây giờ chúng ta còn chần chờ gì mà không lo cứ như là tu. Cô bác anh em trong đạo, còn chần chờ gì mà không thẳng bước tấn tu, còn đợi chi mà chẳng kiếp đoạn dòng sanh tử, và cả nhân lỗi kia, cả chúng sanh kia đang đắm chìm trong bể khổ không bờ. Vậy thì bây giờ chúng ta phải dẫn chiếc thuyền đại bi cho lớn. Cho nên bây giờ nếu chúng ta dẫn được chiếc thuyền đại bi thì bây giờ chúng ta coi như là tự trong gia đình của mình thuyền to một chiếc sắm ra, tất nhiên chở hết cả nhà xuống đi. Dấu Phật tổ đã ghi gõ lắm, chân chúng sanh cần bấm đi theo, muốn tu đừng có sợ nghèo, muốn thành Phật trở nên đeo lòng thà, phải không? Thuyền to một chiếc sắm ra, con đắc đạo cứu an cha mẹ, mà cha mẹ thành thì dìu trẻ qua chuông, mà chồng nên thì vợ cũng nên luôn, vợ thành chồng cũng qua chuông thắm sâu, thấy không? Vậy thì nếu như trong gia đình mình có được một cái người tu rồi thì bây giờ là trong gia đình của mình là thiền to một chiếc sắm ga, tất nhiên chở hết cả nhà xuống đi, độc đáo là vậy, thấy không? Chúng ta còn chần chờ gì mà trong khi đó mà không làm được cái điều này, phải không? Thôi chứ quý vị,
Vậy thì hôm nay coi như là chúng tôi coi như là muốn nói cùng tất cả chư đồng đạo của chúng ta có duyên mai hạnh ngộ gặp được ông Phật ra đời, đem cái nguồn chánh pháp và đem giáo lý để mà chúng ta coi theo, mà chúng ta được duyên mai đó là được ông Phật ra đời, ông Phật Việt Nam nói tiếng Việt Nam, lời lẽ Việt Nam, chúng ta là người Việt Nam nói qua cái hiểu liền. Còn nếu như mà cái ông Phật thuộc về Ấn Độ hay cái người Trung Quốc rồi đấy hen, là quý vị mình nghe làm sao hiểu được. Ví dụ như ông Phật Trung Quốc á, là bây giờ Đức Phật còn để lại trong là cái kinh dịch giả là mát hả Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiếu Kiến Ngũ Quẩn Giai Không Độ Nhất Thiết Khổ Ách gì đó. Rồi xá lợi tử sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thành sắc, mà thọ tưởng hành thức diệt phục như thị đó, là trong khi đó nói tiếng Trung Quốc đó. Mình nghe như là trong khi đó làm sao hiểu được, không? Rồi bây giờ nếu ông Phật Ấn Độ ấy, thì ông nói là Nam Ma cái gì Nam Mô A Di Đà Bà Giả Đa Giả Đa Giả Đa Điệp Giả Tha gì đó. A Di Đị Đô Tất Đam Bà Tỳ A Di Đị Đa Tỳ Ca Lăng Đế A Di Đị Đa Tỳ Ca Lăng Đa. Rồi già Di Nị già già Na Chỉ Đa Ca Lễ Ta Bà Hai đó là ông Phật ở Ấn Độ đó, ông nói tiếng Phạn không vậy đó. Rồi chúng ta làm sao mà nắm bắt được đâu để mà tu, phải không? Mai duyên chúng ta gặp được ông Phật Lâm Phàm là ông Phật Việt Nam. Ông nói coi như là ta là cư sĩ kinh điền, không? Nói hiểu liền, ta là cư sĩ kinh điền lo nghề cày cuốc cũng chuyên tu hành. Xa nơi tranh đấu lợi danh giữ lòng thanh tịnh tánh lành trao tre, gắn công trì niệm sớm khuya thân ti còn tục tâm liệt cổ mê. Nói cái hiểu liền, tu liền dễ liền, phải không? Vậy thì bây giờ chúng ta hết sức là duyên mai mà chúng ta gặp được ông Phật như vậy. Rồi bây giờ nếu mà chúng ta không tu nữa thì bây giờ chừng nào mới tu? Quá mê đời diệt đạo bỏ quên, tai hại nặng còn hơn nhà cháy nữa. Mà nhà bị cháy còn mong cất lại chứ mất đạo rồi biết lấy đâu ra. Bị cháy nhà chỉ khổ đôi ba nghe, mất đạo khổ sanh ra vô số à. Nhà bị cháy là một thời nghèo khổ chứ mất đạo rồi là muốn thở sầu đau. Nếu có người hỏi tại làm sao đạo Phật được quý cao như vậy, trả lời rằng đạo qua khổ hải còn đời thì chìm mãi sông mê. Gặp đạo rồi mà lại bỏ bê thì kiếp khổ nặng nề thêm nữa. Thấy không? Cho nên bây giờ nếu như chúng ta đã được gặp cái đạo rồi mà không chịu cầm, không chịu giữ, sao chúng ta coi như là muốn tìm lại cái đạo rất là khó. Nên Đức Thầy cho chúng ta biết hoàn cầu trái đất chuyển xây gớm ghê cho chúng phơi thay muôn ngàn. Ngày nay đạo đức chẳng màng, rồi sao dẫu có tiền ngàn khó mua. Sau này là chúng ta có tiền có bạc, bạc trăm bạc tỷ đi chăng nữa, là bây giờ chúng ta làm sao có được cái đạo mà mua, phải không? Vì vậy cho nên bây giờ chúng ta quan trọng lắm. Thì bây giờ coi như là gặp được cái đạo là duyên mai lắm rồi, duyên lành rõ được khùng điên, chẳng qua kiếp trước thiện duyên hữu phần, là chúng ta gặp được cái đạo và được nghe theo lời Đức Thầy chỉ dạy, là giảng này ra cuối mùa thu, dạy ăn, dạy ở, chữ tu vuông tròn, có nghĩa là không còn thiếu sót gì hết cô bác anh em trong đạo. Dạy đủ cách hết rồi, chúng ta chỉ còn coi như là hành đạo theo thôi, không còn gì coi như là khác hết nữa. Vậy thì hôm nay chúng tôi muốn bàn cùng với quý vị chúng ta được duyên mai hạnh ngộ, được gặp ông Phật Lâm Phàm ra đời, gặp cái thời kỳ xá tội mà chúng ta không tu rồi tất nhiên là bỏ hút qua các cụ, không? Bỏ hút qua rồi bây giờ chúng ta làm sao coi như là gặp lại một cái duyên mai hạnh ngộ ấy. Khó mà kiếm được cô bác anh em chân đạo. Sau duyên Phật khiếm kiếp này tu được, ráng tu đừng bỏ cuộc nữ nam ơi. Tu một đời mà giải khổ cả muôn đời, đã chịu khổ nhiều rồi đừng chịu nữa. Mau tìm chỗ an vui chư Phật ở, chớ tìm luôn nơi kiếp tạm trần gian. Nếu kiếp này bến giác chẳng tìm sang thì kiếp tới còn mang nhiều nghiệp báo. Nay với gặp muôn ngàn khảo đạo cũng an nhiên chớ ngơ ngáo trong lòng. Núi to bao đục mãi có ngày thông, đạo khó mấy cố công tu sẽ đắc. Giống sanh tử nếu không đem gieo rắc, mầm thế gian không thể mọc được đâu. Đường giảng sanh cực lạc một lòng cầu, kiếp thống khổ mau lâu rồi cũng khỏi. Trên đường đạo phải tinh thần cứng cỏi, chinh phục đời để theo dõi lòng tin. Chữ Di Đà luôn trấn ở tâm mình, như Tam Tạng đi thỉnh kinh thời trước. Vậy thì bây giờ chúng ta nhắn nhớ cái câu Nam Mô A Di Đà Phật, gán nhớ hành trì như vậy. Thì bây giờ đối với cái người tu chúng ta, mặc dầu quý vị mình tu đó, mình nói là khó chứ thật sự quý vị mình tu thử đi. Mà thôi giờ tu thiệt đi, đừng tu thử, không? Chúng ta tu đi rồi chúng ta sẽ thấy cái cuộc an lạc vô cùng. Mà cái phương thức của Đức Thầy chỉ dạy cho chúng ta rất là dễ hành, thành công cao, mau có hiệu quả. Tu đơn giản thôi, khỏi cần phải cạo đầu, khỏi cần phải vô chùa, khỏi cần phải vô am vô cốc, khỏi cần phải lên non lên núi chân trời, phải không sao? Khỏi cần gì chân trời, chỉ cần ăn chay, cần niệm Phật thôi, làm lành được rồi. Ba cái này thôi,
ăn chay niệm Phật làm lành được rồi. Cái này nó ở tại gia đình mình, không có gì khó hết, phải không? Rồi chẳng những vậy mà Đức Thầy cho chúng ta biết đó hen, là chúng ta làm hiền lành hơn tụng hơn hà, hãy tưởng Phật hay hơn o ghẻ, đã chánh đạo thêm còn sức khỏe, đặng nuôi cha dưỡng mẹ cho tròn, không diện mười ân mới đạo làm con lúc sinh sống. Cho nên phụ bạc vừa tu mà vừa nuôi dưỡng cha mẹ ở tại gia đình của mình, không có gì khó trên cô bác anh em trường đạo. Mình hàng ngày ăn chay, rồi hàng ngày cố gắng niệm Phật, hàng ngày cố gắng làm lành, ăn chay niệm Phật làm lành, làm lành niệm Phật ăn chay, rồi ăn chay niệm Phật làm lành, được ba điều đó thì giảng sanh liên đại chứ có gì đâu, phải không? Tại gia niệm Phật sớm trưa cũng là được Phật đón đưa rước về, người sẽ được liên quê đỡ gót lại, còn thêm lộng phép cha thân. Lần này là việc thoát trần, không tu thì chẳng có lần nào để tu, không không còn lần nào nữa cô bác anh em chừng đạo. Dịp này tất nhiên là cái kỳ xá tội rồi, kỳ xá tội nay còn một lúc sau không tu đặng có hưởng nhờ, gặp giảng kinh trần cứ làm ngơ trồng bông kiện giống chị hưởng nấy, là cái dịp này là cái dịp thoát trần, cái dịp này là cái dịp xá tội, giống như là cái chương trình mà vượt lên chính mình vậy đó, nghe không? Vượt lên chính mình tất nhiên là mình khả năng mình cố gắng vượt lên đi là 50 đi, nghe không? Rồi ban giám khảo cho mình thêm 50 đặng mà mình tu qua cái nơi trường đạo rất là dễ trong thời kỳ này. Đâu phải trong khi đó giống như chúng ta tu vô trong chùa phải đầu tròn áo vuông tam y nhất bác và phải tam sư thất chứng, khó lắm. Còn bây giờ chúng ta tu đây tất nhiên là tu trong thực tế, tu trong thực tế mà vừa có như là cứu mình được, mà vừa cứu ông bà cha mẹ của mình được, mà mình vừa cũng như là cũng thoát được cái như là cái cảnh linh hồi sanh tử, hết sức là quý báu rồi. Vậy thì bây giờ không còn chần chờ gì nữa mà chúng ta cứ như là cố gắng nghe theo lời Đức Thầy chỉ dạy đi, rồi chúng ta cố gắng làm đi, thì Đức Thầy cho chúng ta biết đó là giảng kinh đọc tụng chiều mai thì làm theo lời chỉ ngày ngày gặp ta. Rồi sách kinh đây tất nhiên là chiều phá ngục, mà chúng sanh là kẻ nhốt trong tù, xem kinh mà chẳng chịu tu như chìa khóa có mà tù không ra. Cho nên bây giờ chúng ta đã được có chìa khóa của Đức Thầy rồi, giáo lý của Đức Thầy rồi, thì bây giờ chúng ta phải ráng cầm chìa khóa đó để mà chúng ta mở ra cái cảnh địa ngục trần gian này. Ngục trần thế ráng lo mở chốt ra ngoài, xem gió mát trăng thanh khác hơn mùi lao ngục hôi tanh của kiếp trần gian tạm dạ. Cho nên trí tuệ của người là chìa khóa có khả năng mở cả mái trời, nó sẵn nằm trong óc của người, người nào cũng tự moi ra được. Vì vậy cho nên bây giờ chúng ta đã có được cái chìa khóa của Đức Thầy rồi, bây giờ chúng ta hãy cố gắng mở. Mà khi mà chúng ta đã mở được cái cảnh thế gian này là cảnh thế gian dừng thể trốn ao tù rồi, trong biển khổ mấy ai mà thoát đặng, là chẳng những mình ở tù, rồi con mình ở tù, rồi cháu mình ở tù, ông bà cha mẹ mình cũng vẫn ở tù. Thôi thì bây giờ cái kiếp này như là chúng ta không còn bị ở tù nữa, mà chúng ta nghe theo lời Đức Thầy chỉ dạy là bây giờ phải phóng thích ra khỏi. Bây giờ chúng ta coi như là ở trên thế gian này là cảnh thế gian dường thể trốn ao tù, phải không? Mà tù đây bây giờ nó có ba dạng ở tù, phải không? Cái tù thứ nhất tất nhiên là tù lao động, mới hỏi phèo nè, tôi mặc sốt luôn, giàu có như lắm đó mà cũng tù lao động hả, chứ đâu có sung sướng gì đâu, phải không? Sao tù lao động tất nhiên là tù sáng tới chiều, không bao giờ coi như là chúng ta gánh được. Còn cái tù thứ hai là cái tù giam giữ, là lớn lớn tuổi rồi, khoảng cỡ chừng 60-70 tuổi rồi, giữ nhà giữ con giữ cháu nè, cái chỗ này là tù giam giữ, không đi đâu được chân trời, phải không đồng đồng nghi? Tù bị giam giữ tất nhiên là không đi đâu được chân trời, tất nhiên là giết rồi coi như là mới đầu còn được cái nhà, rồi sau bắt đầu cái tù giam giữ nó gom gom lại còn có cái giường ha, không đi đâu được, nằm ở trên giường như má tôi giờ đó, không nằm trên giường không đi đâu được chân, là cái tù giam giữ. Thì đâu bây giờ cái tù giam giữ còn cái tù thứ ba nữa, tất nhiên là chờ ngày lên án tử hình. Cô bác anh em trong đạo, lên án tử hình tất nhiên giam giữ đã đợi rồi, cuối cùng rồi đến cái ngày tử hình, thân người như tử hình tù, con người chúng ta giống như là cái lúc mà gần chết, cô bác anh em, tử hình tù. Phút qua là phút mỗi thu ngắn đời, là mỗi một phút qua như vậy tất nhiên là mỗi một phút thu ngắn cuộc đời của mình, không có ai coi như là thoát khỏi, cô bác anh em trong đạo. Vậy thì bây giờ là sớm tu được sớm kề sen báo, sớm tu thì phiền não sớm tan, mau tu kẻo để muộn màng mà vô thường chẳng đợi, thời gian không chờ nghe. Trẻ bảo tu hẹn chờ có tuổi, mà già nói rằng chưa rỗi để tu, mà hết xưng rồi lại đến thu cái lần lửa mãi khi vào quách quan thôi, mà kéo vào quan quách biết bao người rồi, tuổi sống xâm dày phỏng mấy mươi, tuổi sống xâm dày phỏng mấy mươi lắm lúc đôi chen vui lẫn giận, mà nhiều khi dùng giấy khóc hoa cười,
tuần đời chút ngót cho xong tiếng mà cuộc thế xây dần mượn tắt hơi, nín thở nằm ngay không cửa quậy, xót thương con trẻ khóc đôi lời. Rồi đôi lời kể lại nỗi hàng nguyên ma lớn trai to, quý lâm tiền tưởng dễ sát thân đa hạnh phúc, nào hai hồn phách lắm quan khiên. Vậy thì bây giờ cuối cùng chúng ta chỉ không còn gì hết, mà chỉ còn có gì? Nhắm mắt cũng nắm hai tay, đâu đem tiền của đem rài hồ non, chỉ có tội phước hãy còn. Đến nơi thẩm phán cửa sông Diêm Đài, phước nhiều, tiên cảnh lên rài, tội nhiều, xa đọa nhiều ngày thảm thê. Chừng đó mới biết chỉnh ghê ăn năn chẳng kịp, khó bề tính toán. Vậy thì bây giờ chúng ta không còn gì bằng hơn, đó là chi cho bằng. Chi cho bằng ta sớm lo toàn, dình với lực nghe kinh trọng Phật. Đến lâm chung quả lành đâu mất, cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cố gắng dương mình lên để mà theo lời Đức Thầy chỉ dạy, cố gắng nhẫn nhục, cố gắng kiên trinh và cố gắng vượt qua những thử thách để chúng ta tu. Đó là dù cho lằn lọc gắng kiên trinh, kiên trinh mà chịu lúc nặng tay, dẫu có gian nan và trở nài, vàng đá bao khoen cân nước lửa, chì thao lắm chuyện lúc non hài, bền gan chờ đợi ngày xâm hiệp, gắn chí trong mong bởi tiệc khai, thiên địa từng hoàng gom một mối phàm trần dạng kiếp, kiến bồng lai của các anh em nhân đạo. Và xin kính chúc cho quý vị được vui vẻ và tinh tấn tu hành và cho đến ngày viên mãn. Nam mô A Di Đà Phật. Vậy thôi đi, nhiều được rồi, cho anh năm tiếp. Nhiều đủ rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý đồng đạo, vừa qua thì cái đề tài là cháu con báo hiếu nha, theo nhà Phật, cha mẹ qua đời thủ lễ trai.